thị hiện như vậy thầy các thần biến rộng lớn các cảnh giới như vậy thế gian chẳng biết được tuy hiện không chỗ hiện rốt ráo lại tăng thêm tùy thuận tâm chúng sinh khiến hành đạo chân thật thân lời cùng với tâm bình đẳng như hư không tịnh giới làm hương thoa các hạnh làm y phục lụa pháp cài búi tóc nhất thiết trí ma ni, công đức khắp tất cả, quán đảnh lên vương vị, ba la mật làm luân, các thông dùng làm voi, thần túc dùng làm ngựa, trí huệ làm minh châu, diệu hạnh làm thẻ nữ, bốn nhiếp chủ tạm thần, phương tiện làm chủ binh, bồ tát chuyển luân vương. Tam muội làm thành quách, không tịch làm cung điện, giáp từ kiếm trí huệ cung niệm tên minh lợi. Răng cao lọng thần lực Lại dựng tràng trí huệ Nhẫn lực chẳng lay động Đánh thẳng quân ma vương Tổng trì làm đất bằng Các hạnh làm sông nước Tịnh trí làm suối vọt Diệu huệ làm rừng cây hư không làm hồ trong giác phần làm hoa sen thần lực tự tra nghiêm tam muội thường đùa vui tư duy làm thẻ nữ cam lồ làm thức ăn vị giải thoát nước uống du hí nơi ba thừa các bồ tát hạnh đó phi diệu càng tăng thêm vô lượng kiếp tu hành tâm đó không nhàm đủ cúng dường tất cả phật nghiêm tịnh tất cả cõi khắp khiến tất cả chúng an trụ nhất thiết trí. Tất cả cõi hạt bụi đều biết được số đó. Tất cả cõi hư không, số cát đo đường được. Tất cả tâm chúng sinh, niệm niệm đếm biết được. Phật tử các công đức nói không thể hết được. Muốn đủ công đức này và các pháp thượng diệu, muốn khiến các chúng sinh lìa khổ thường an lạc, muốn khiến thân lời ý đều đồng với chư Phật nên phát tâm kim cang học hạnh công đức này. Hết quyển 6.